Jack phủ nhận bỏ về giữa sự kiện. Quản lý của Jack phủ nhận việc nam ca sĩ bỏ về và không lên nhận giải tại một sự kiện vừa diễn ra vào tối 22 tháng 1. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video Jack hối hả ra về trong tâm trạng không vui. Một số cư dân mạng cho rằng Jack đã bỏ về giữa sự kiện vì lịch trình làm việc sắp xếp không được hợp lý. Trong đoạn clip, nam ca sĩ cùng các trợ lý cố gắng nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài. Bên dưới phần bình luận, một số fan chia sẻ rằng Jack có chuyến bay sớm ra miền Trung vào ngày 23 tháng 1, nên việc sắp xếp để nam ca sĩ xuất hiện trong phần cuối sự kiện sẽ gây ảnh hưởng đến lịch trình trước đó. Khối ý kiến lên tiếng minh vực khi một số người vội chỉ trách trọng ca là một thằng con trai chảnh chọe. Trước thông tin bỏ về giữa sự kiện, quản lý của Jack lên tiếng phủ nhận, người này cũng khẳng định nam ca sĩ gốc Bến Tre vẫn quay lại trong phần trao giải. Trong livestream của chương trình, Jack vẫn vui vẻ lên sân khấu những giải thưởng nghệ sĩ có hoạt động đột phá của nam từ siêu mẫu Thanh Hằng và ca sĩ Lệ Quyên. Trong giọng ca, Hoa Hải Đường gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã luôn đồng hành và ủng hộ anh trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật. Jack cũng không quên gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức chương trình đã cho anh cơ hội để anh nhận được giải thưởng này. Năm vừa qua là một năm thành công của nam ca sĩ Jack khi anh liên tục nhận được các giải thưởng danh giá như giải Làng Sóng Xanh cho gương mặt mới xuất sắc, giải Mai Vàng trong hạng mục nam ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất, nghệ sĩ Đông Nam Á nhất của MTV EMAS 2020. Bên cạnh đó, Jack còn sở hữu thêm những MV triệu lượt xem như là Một Thằng Con Trai, Hoa Hải Đường và Đom Đóm. Ngoài ra, Jack còn là một trong những ca sĩ sở hữu cộng đồng fan khủng và luôn tích cực ủng hộ thần tượng trong các dự án.